Quang Lê cầm hai cọc tê yền mặt trả cát xê cho Như Quỳnh, chỉ là chút xíu thôi, còn ngân phiếu nữa. Ca sĩ Sơn Tùng bây giờ đi sâu những 50.000 đô, Như Quỳnh có nhiều đây là ít rồi, Quang Lê nói. Vừa qua, trên kênh YouTube của Danh Hải Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh danh ca Như Quỳnh tới nhà cô chơi. Như Quỳnh ở ngoài vô cùng xinh đẹp và vui tươi, tràn ngập năng lượng. Được biết, nữ danh ca đang có tình yêu mới nên càng trở nên vui vẻ, yêu đời, chữa được bệnh mất ngủ kinh niên và hát hay hơn. Vừa xuất hiện, Như Quỳnh đã cười nói liên tục và nhí nhảnh như một cô bé, liên tục nhún nhảy. Như Quỳnh còn mang theo một tập đĩa để ký tặng Thúy Nga, khiến Danh Hải vô cùng xúc động. Thúy Nga thốt lên, cuộc đời tôi từ bé tới giờ chỉ có nghe chị Như Quỳnh hát, bây giờ thì chị Như Quỳnh ngồi kè vlog tối ngày cho tôi. Nhà tôi có nhiều nghệ sĩ tới chơi rồi nhưng chị Như Quỳnh là đặc biệt nhất vì chị là thần tượng của tôi từ nhỏ. Vừa vào nhà Thúy Nga, Như Quỳnh đã lao tới đàn piano, vừa ngồi đàn vừa hát bài Cô Gái Trung Hoa rất ngọt ngào, dễ thương, khiến ai cũng thích thú. Thúy Nga thốt lên tiếp, chị Như Quỳnh hát bài Tê Uổi Tin dễ thương quá. Chị Như Quỳnh bây giờ như hồi xuân vậy, đẹp một cách rực rỡ luôn. Thúy Nga còn bóc ba trái bưởi và sầu riêng ra mời Như Quỳnh ăn. Một lúc sau, Quang Lê cũng xuất hiện. Vừa vào nhà, Quang Lê đã mở túi rút ra hai cọc tê yền USD mới cứng đưa cho Như Quỳnh, để trả cát xê cho đàn chị vì đã tham gia show diễn của anh, khiến ai cũng bất ngờ và trầm trồ. Quang Lê thậm chí còn nói, chỗ tê yền này là chút xíu thôi, chốc nữa còn ghi thêm ngân phiếu nữa, nhằm nhò gì? Người ta là ngôi sao hạng A mà. Ca sĩ Sơn Tùng bây giờ đi sâu những 50.000 đô, Như Quỳnh có nhiều đây là ít rồi.